aespa liên tiếp lập thành tích khủng, K-pop sắp có thêm một Blackpink thứ hai. Trong khi cả thế giới phải đối mặt với Covid-19, aespa vẫn là nhóm nhạc gặt hái được thành công, bất chấp những khó khăn trong đại dịch. Ngoài ra, nhiều người nhận định gà cưng SM có nhiều điểm tương đồng với Blackpink và được kỳ vọng trở thành ngôi sao nổi tiếng toàn cầu. Mới đây, aespa lọt vào danh sách 30 Under 30 của Forbes châu Á. Đây cũng là nhóm nhạc K-pop duy nhất có mặt trong danh sách. Giải thưởng lần này ca ngợi những ngôi sao Gen Z, những người đã sống sót và phát triển được sự nghiệp của họ trong bối cảnh cả thế giới lao đao vì dịch. SCMP nhận định rằng aespa đã có ảnh hưởng không nhỏ trong vòng 2 năm qua. Từ đây câu hỏi, liệu aespa có phải là một nhóm nhạc Blackpink thứ hai của K-pop hay không, được nhiều người đặt ra. Vốn dĩ, hai nhóm nhạc không thể so sánh được với nhau vì cả hai đều là thế lực đáng gờm. Vì thế, SCMP cho rằng nên nhận định aespa là nhóm nhạc đang trên đường tiến đến thành công, chắc chắn họ nhận được nhiều hơn so với hiện tại. Điểm giống nhau, aespa và Blackpink đều có 4 thành viên là những người có ngoại hình nổi bật, thần thái cuốn hút và tài năng. Cả hai nhóm nhạc đều nhận được sự hậu thuẫn lớn từ công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc là SM Entertainment và YG Entertainment. Vì vậy, khi Blackpink ra mắt vào năm 2016, aespa ra mắt vào năm 2020, cả hai đều được kỳ vọng là những ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc. Theo thông tin do SM Entertainment, video âm nhạc đầu tay Black Mamba của aespa phát hành vào tháng 11 năm 2020 đã thu về 21 triệu lượt xem chỉ sau 24 giờ và đạt mốc 100 triệu lượt xem chỉ sau 51 ngày. Con số này cũng trở thành mục tiêu cho những sản phẩm tiếp theo của aespa. Nhóm cũng kỳ vọng những bài hát sau này cũng lọt vào bảng xếp hạng doanh số bài hát kỹ thuật số trên thế giới Billboard. Các ca khúc đầu tay của Blackpink là Crystal and Bombaya cũng đã phá kỷ lục. Cả hai ca khúc đều đứng ở đầu bảng xếp hạng Billboard ở vị trí No. 1 và 2. Bombaya đã trở thành video âm nhạc đầu tiên vượt qua 1 tỷ lượt xem trên YouTube, theo Sumpy, nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực. Tháng 2 năm 2021, công ty quản lý của aespa thông báo nhóm đã được lựa chọn để trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu của Givenchy. Theo Sumpy, giám đốc sáng tạo của Givenchy là Matteo Guglielmi cho hay cá tính và phong cách mạnh mẽ của từng thành viên aespa phù hợp với tiêu chí của thương hiệu. Tương tự, cả 4 thành viên Blackpink đều được chọn làm đại diện cho một thương hiệu thời trang cao cấp. Lisa đại diện cho Celine, Rose đại diện cho Saint Laurent, Jennie đại diện cho Chanel và Jisoo đại diện của Dior. Ngoài ra, thành viên của cả hai nhóm nhạc đều thường xuyên quảng cáo, là gương mặt đại diện cho nhiều hãng thời trang, mỹ phẩm đắt đỏ trên toàn thế giới. Năm 2019, Blackpink ra mắt lễ hội tại Hoa Kỳ và trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên biểu diễn ở Coachella. Tới năm 2022, aespa cũng có mặt ở sự kiện này. Nhóm đã biểu diễn các bản hit Chef Gay, Next Level, Black Mamba, Life's Too Short, ca khúc chưa được phát hành. Vậy thời gian tới, aespa sẽ tiếp tục làm điều gì? Theo dự kiến, EP thứ hai mang tên Girls của nhóm nhạc phát hành vào tháng 7. Sắp tới, 4 thành viên của aespa cũng nhận thêm nhiều hợp đồng quảng cáo như thông báo mới nhất trên The Music Network. Fan đã không còn háo hức khi Blackpink vắng bóng quá lâu. Là một trong những nhóm nhạc K-pop đông fan hàng đầu hiện nay, Blackpink luôn tạo ra những kỷ lục mới khi tung những sản phẩm âm nhạc mới. Tuy nhiên, sau khi nhóm tạm ngưng để tập trung phát triển sự nghiệp solo cho các thành viên, dường như thành tích của Blackpink trên các bảng xếp hạng âm nhạc cũng chỉ bắt đầu chững lại. Thậm chí bảng xếp hạng giá trị thương hiệu hàng tháng của Blackpink cũng không ít lần bị các nhóm nhạc nữ khác vượt mặt, có cả tân binh của K-pop. Ngoài thành tích đi xuống, Blackpink đang khiến fan hâm mộ của mình bắt đầu nản lòng. Mặc dù được thông báo sẽ trở lại vào tháng 7 với một album, hình thức chưa được xác định và lên kế hoạch các tour diễn vào nửa cuối năm 2022, nhưng từ tháng 7 đến tháng 12. Thế nhưng, người hâm mộ vẫn rất bức xúc trước cách làm việc của YG. Trước đó, trên Reddit, nhiều fan hâm mộ của Blackpink chia sẻ rằng họ không còn hứng thú với lần trở lại này của Blackpink nếu diễn ra. Cụ thể, theo lý giải của các fan, việc tạm dừng các sản phẩm quá lâu khiến fan hâm mộ bị mất hứng thú. Chính vì thế, nếu Blackpink trở lại, họ sẽ không thấy vui vẻ như trước. Một số fan khác cho rằng, lần nào Blackpink cũng ra sản phẩm mới, họ cũng muốn ủng hộ các sản phẩm, cày view cho thần tượng. Như bây giờ thì đã thôi suy nghĩ đó. Tuy nhiên, cũng không ít fan kỳ vọng rằng sự trở lại sắp tới của Blackpink thật sự bùng nổ để thỏa lòng mong chờ của fan suốt 2 năm. Đó cũng là cách Blackpink cảm ơn người hâm mộ đã đồng hành cùng với họ. Số khác khuyên các fan bình tĩnh và đừng tạo sức ép cho thần tượng của mình.